Xin kính chào quý vị và bà con. Thưa quý vị, hiện nay trên hầu khắp vùng biển khu vực Vịnh Bắc Bộ, khu vực Bắc và giữa Biển Đông, thời tiết ổn định. Gió vẫn thịnh hành theo hướng Đông Nam đến Nam với cường độ trung bình khoảng cấp 4, cấp 5 nên chỉ tạo ra những cơn sóng nhỏ, thuận lợi cho việc di chuyển và hoạt động của các phương tiện tàu thuyền. Còn ở vùng biển phía Nam thì gió duy trì theo hướng Đông Nam đến Nam với cường độ mạnh cấp 4, không gây ra biển động. Mưa rào và rông xuất hiện ở giải rác vào chiều tối ở vùng biển phía Nam của quần đảo Trường Sa nên có ảnh hưởng chút ít đến hoạt động của tàu thuyền ở khu vực này. Trên khu vực vịnh Thái Lan, gió tây nam có cường độ dưới cấp 4, một vài nơi có mưa rông. Dự báo trong đêm nay thì vùng áp thấp phía tây vẫn khiến cho gió trên khu vực vịnh Bắc Bộ có hướng nam là chủ yếu, nhưng đến ngày mai gió sẽ chuyển dần sang hướng đông nam. Ở khu vực Bắc và giữa của biển Đông, gió đông nam hoạt động với cường độ trung bình, toàn khu vực trời ít mưa, ban ngày trời có nắng và tầm nhìn xa trên 10 km. Ở phía Nam trong đêm nay và ngày mai, vùng biển Nam Biển Đông sẽ có gió hướng Đông Nam đến Nam mạnh cấp 4. Mưa rào và rông xuất hiện rải rác vào chiều tối nên phần nào sẽ ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền ở khu vực này. Và sau đây là dự báo cho các vùng biển trong 24 giờ tới. Tại vùng biển phía Bắc Vịnh Bắc Bộ trong đêm nay và ngày mai, gió có hướng Nam đến Đông Nam với cường độ mạnh cấp 4, cấp 5, tình trạng biển bình thường, trời hầu như không mưa nên tầm nhìn xa tại đây khá thông thoáng, thuận lợi cho việc khai thác đánh bắt của bà con ngư dân. Những chuyến tàu ra các huyện đảo như Cô Tô, Cát Bà có thể hoạt động bình thường. Tại vùng biển Nam Vịnh Bắc Bộ cũng như vùng biển phía Bắc thì trong 24 giờ tới, bao phủ ở đây sẽ là đới gió Nam đến Đông Nam hoạt động với cường độ trung bình nên chỉ tạo nên những cơn sóng nhẹ. Bên cạnh đó trời có nắng nên tầm nhìn xa tại đây cũng thông thoáng. Thời tiết và chế độ sóng gió khá thuận lợi cho hoạt động trên biển. Vào sâu phía trong thì gió trên vùng biển miền Trung khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi cũng có hướng đông nam hoạt động ở mức cấp 4, biển khá êm, tầm nhìn xa tại đây là trên 10 km nên bà con ngư dân có thể yên tâm thực hiện những chuyến ra khơi. Tuy nhiên thì cũng xin lưu ý một chút đó là vào ban ngày cường độ nắng khá mạnh khiến cho nền nhiệt độ tăng cao, do vậy bà con cần chuẩn bị đủ nước ngọt và giữ gìn sức khỏe trong điều kiện thời tiết này. Tại vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, đảo Phú Quý, trong đêm nay và ngày mai tại đây, thịnh hành đới gió Đông Nam với cường độ mạnh cấp 4. Thời tiết biển phổ biến ít mưa, tầm nhìn xa thông thoáng, cùng với độ cao sóng dưới 1,5m nên rất thuận lợi cho hoạt động khai thác đánh bắt cũng như là du lịch biển. Xuống trong một vài ngày tới, thời tiết khu vực chưa có thay đổi gì đáng kể. Còn tại vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Côn Đảo, gió hoạt động theo hướng Tây Nam mạnh cấp 4, biển chỉ gợn sóng nhẹ. Tuy nhiên, thì mưa rông vẫn còn xuất hiện rải rác, khiến tầm nhìn giảm từ 4 đến 10 km trong mưa. Do vậy, tàu thuyền cần chú ý khi di chuyển và hoạt động trên vùng biển này vào thời điểm xảy ra mưa rông. Còn tại vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang, bao gồm đảo Phú Quốc, Thổ Chu, gió thổi đều theo hướng Tây Nam mạnh cấp 4, tình trạng biển bình thường. Ban ngày trời có nắng, tuy nhiên đến chiều tối thì một vài vài nơi sẽ xuất hiện mưa rông nên các chủ tàu thuyền cần lưu ý khả năng xảy ra gió rất mạnh trong cơn rông. Tại vùng biển Vịnh Thái Lan trong đêm nay và ngày mai, gió có hướng Tây Nam mạnh cấp 3, cấp 4. Ngoài ra thì những đám mây đối lưu không còn phát triển mạnh nên mưa rông trên khu vực này cũng giảm đi. Tuy nhiên thì bà con vẫn cần đề phòng mưa rào và rông có thể xuất hiện bất chợt ở một vài nơi vào chiều tối, ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền trên biển. Tại khu vực Bắc Biển Đông và huyện đảo Hoàng Sa, Vùng biển này, gió sẽ thổi theo hướng Nam đến Đông Nam mạnh cấp 4, cấp 5, tầm nhìn xa trên 10 km, biển bình thường, thuận lợi cho các hoạt động khai thác đánh bắt xa bờ. Tuy nhiên, thì như đã khuyến cáo, do trời nắng nhiều, nền nhiệt cao nên ngư dân cần chủ động giữ sức khỏe trong điều kiện thời tiết này. Không có sự khác biệt nhiều so với vùng biển phía Bắc, ở khu vực giữa biển Đông, gió có hướng nam đến đông nam, mạnh cấp 4 cấp 5, trời ít mưa, tầm nhìn thoáng, tình trạng biển ổn định nên thuận lợi cho các hoạt động trên biển. Vào sâu xuống phía Nam thì bao phủ khu vực Nam Biển Đông sẽ là trường gió Nam đến Đông Nam chỉ ở mức cấp 4, cấp 5 nên không có khả năng tạo ra những cơn sóng lớn để ảnh hưởng đến tàu thuyền. Tuy nhiên đến chiều tối thì mây đối lưu phát triển gây mưa rông khiến tầm nhìn giảm từ 4 đến 10 km trong mưa. Ngoài ra trong cơn rông còn có thể khả năng xuất hiện gió rất mạnh nên bà con ngư dân cần chú ý khi khai thác hải sản ở khu vực này thông tin cảnh báo thời tiết xấu tại khu vực nam biển đông đã khép lại bản tin thời tiết biển ngày hôm nay cảm ơn quý vị và bà con đã dành thời gian theo dõi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại